này là chắc hẳn là nhiều bạn đã thấy rất là quen thuộc rồi đúng không? Bây giờ thì chỗ này nó đã lắp đèn xanh đèn đỏ rồi nè. Chuẩn bị qua đường ở đây nè. Coi xem thế. Hôm nay thì Nguyên sẽ quay chợ lầu. Đây là một trong những cái chợ lớn nhất ở đây. À không, đây là một trong những cái chợ lớn nhất ở huyện Bắc Bình. Đây gần tới rồi. Quẹo qua đây là tới rồi nè. Bây giờ là mình đi vào cổng Nam nè các bạn. Đây, gửi xe ha. Gửi xe đâu em? Rồi, bây giờ mình tiến vào trong chợ. Thì chợ Lầu á có 4 cửa, Đông Tây Nam Bắc. Hồi nãy là Nguyên đi vào cửa Nam tại vì thường thuận đường á. Tại vì biết sao không? Cách đây nửa tháng á, là ở trên xã Hồng Thái á, bị dịch á, cho nên là bây giờ nhà nước người ta cũng cho giãn cách bớt, chính quyền ở đây người ta cũng cho giãn cách bớt nên hạn chế. Nếu người dân người ta cũng ý thức được cái việc lây lan bệnh dịch á, cho nên là cái số lượng người đi chợ người ta cũng hạn chế bớt á. Chợ này á thì mới xây sau này á, cho nên là rất là khang trang sạch sẽ và người ta phân chia kiosk rõ ràng luôn. Ở đây thì có hai khu, một cái khu lớn này á, là bán quần áo rồi thức ăn với rau củ. Còn cái khu chợ cá là người ta sẽ tách biệt riêng, cái khu riêng biệt luôn. Đó, bây giờ là nói chung đi chợ nào thì Nguyên cũng thích vô chợ cá. Tại vì ở đây hải sản mình gần biển á. Ở đây thì không có gần bằng chợ Phan Rí, có nghĩa là không có sát biển gần chợ Phan Rí. Nhưng mà ở đây thì chủ yếu là hải sản từ cái gì? Ở dưới vuông. Hôm bữa cũng mặc cái bộ đồ này đi quay, chắc có thể là sẽ có người nhận ra mình. À đây nè, Sa Lương Nguyên á, là cái nhà lòng ướt. Ở cái khu vực này á, thì chuyên bán những cái thực phẩm như là thịt cá đồ á, những cái thực phẩm mà còn tươi sống chưa có được qua chế biến á, là sẽ tập trung bán ở đây. Để cô điện thoại là con hỏi đó nha, tại vì nhiều đẹp cái bớt rồi nè. Cái thu đây hả? Còn có như đây thôi hả? Bên kia. Đây nè, đây nè, lấy 200 thôi. Để. Cái gì mà 200 thôi? 230, 240 nữa. Không, lấy cúc đuôi nha, lấy cúc này thôi. 26 được không thì em lấy. Lỗ. Từ sao đi với là em khơi về mà bị kiểu như cá không tươi là bữa sau em tìm lách gì ra đó. Bao nhiêu? Chị nói bao nhiêu? 230. Ủa sao mắc chứ vậy? Cá này cá thun lưới em mà, em nhìn đi. Ý là lưới là sao mà không lưới là sao? Tưng nó đẹp hơn, biết không? Hả? Trời, này mực ống hả? Này mực ống đi. Này mực ống là tươi không các bạn? À, trời ơi, bên đây có con mực to. Mực lá. Này mực lá, đây mực ống. Này mực đen. Cái mực đen, cái này là kính thưa tất cả các loại mực. Mình mua cá xong rồi thì mình sẽ tiến về cái phía nhà lòng bên đây. À, mình có cần mua một tí cá khô nữa. Cá này nó nhỏ nhỏ không nhỉ? À, con cá đầu mùa ngon á, biển mình á, hơi nhiều khô ngon á. À, cái này em mua một tí nó nhiều lắm á. Cá này cũng tươi mà đều có cá nó hơi nhỏ hơn cá bữa một tí. Dạ, lựa cái lớn không tí. Ờ, cái đó đúng rồi. Ở đây cũng đủ thứ loại cá khô luôn, cá giảm nè, cá khô giảm nè. Cá giảm lượng. Cái này về mình đâm ớt tỏi á, với là
cho thêm một chút nước mắm nữa, chút đường nữa, trời ơi, chiên lên gia vị thêm mấy cái đó là ngon lắm. Ở kia có mắm cá cơm nữa kìa, nhà Quyên thì hảo mắm lắm các bạn. Bây giờ Quyên vừa mua một ít đồ khô, mình sẽ dời cái khu vực đồ khô đi qua đây một tí. Thì hết cái khu vực đồ khô sẽ qua cái khu vực trái cây. Hôm nay thì Quyên nhận thấy là cái khu vực trái cây nó hơi vắng so với mọi ngày. Thường thường ở đây là bông trái cây đồ nhiều lắm các bạn, và người ta mua cũng rất là nhiều, rất là đông. Mà hôm nay là thấy là lê que có mấy người à. Hầu như chợ này bán rất là đầy đủ tất cả các thứ luôn, bông các loại trái cây rồi không thiếu cái thứ gì hết các bạn. Rồi bây giờ mình vào trong cái khu vực mà bán rau nè. Ở trong đây có rất là nhiều loại rau củ quả. Đi ngang chỗ này thì sẽ có những cái tạp hóa với lại mấy cái hai gian hàng người ta bán trái cây bệt ở dưới đây nè. Đó, quay cho mọi người xem là rau củ quả đây rất là tươi ngon. Bây giờ thì Quyên đang tìm mua một chút ớt hiểm để gửi vào Sài Gòn. Bây giờ thì hiện đại rồi cho nên có những cái thực phẩm như ớt tỏi rồi người ta cũng xay sẵn rồi, thịt cũng xay sẵn luôn. Nhiều khi chả cá người ta cũng làm sẵn hết, bây giờ mình về chỉ còn chế biến thôi, mình chỉ còn chiên lên là ăn được rồi. À đây này, có rồi. Ớt này bán sao cô? 7.000 lẻ. À, chỗ này thì người ta bán bún nè, rất là bánh tráng. Giống như những cái gian hàng mà hôm bữa mình thấy ở dưới Phan Rí á, người ta bán là gia vị với đó các loại mắm, không phải mắm đâu coi. À các loại kiểu như là để làm gỏi á, như củ kiệu nè, rồi rau chua rồi đó. Ở đây á thì Quyên thấy là mọi người rất là tuân thủ việc là đeo khẩu trang. Xịt khuẩn thì chưa có thấy mà cái khoảng cách á thì cũng chưa có thấy luôn. Nói chung là chen lấn lắm. Cũng còn chen lấn lắm các bạn. Đó, nếu mà các bạn thích ăn và vặt đồ á thì mình di chuyển vào cái khu vực bên trong sâu trong chợ một tí. Là cái đây. Là cái chỗ này nè, là người ta sẽ bán rất là nhiều thức ăn. Như là bún, chè, cháo đồ có đủ hết. Bánh bí thơ. Bánh bí thơ. Bánh khoai hầm đây. Dạ, bao nhiêu một bị cô? 10.000. 10.000. À, có khoai hầm nữa kìa. Bánh mấy bị? Dạ, lấy một bị à. 10.000. 15.000. Vừa bún thường thường người ta mua để về nấu là nhiều. Ít ai mua để uống lắm. Nhưng mà quậy mời nhiệt tình quá cho nên mình mua ủng hộ quậy luôn. À. Thấy phải hả? Mình nhìn thấy bên đây có cái hàng rau không đồng nè, có như có nghĩa là được lấy rau miễn phí hả? Không có tốn tiền hả? Có cần phải sổ hộ nghèo gì không mới được nhận không? Một cái này bé không à? Ủa chứ sao thấy để mồng tơi không đồng? Ủa này cho miễn phí chứ? Không có mấy người đó người ta trâu vậy mà người ta để trâu dưỡng trâu á. Mình có phải miễn phí đâu? Mô. Đây, bên đây có một cái quầy hàng mồng tơi không đồng, nhưng mà mặc dù là ghi không đồng nhưng mà tới phải trả đi, vẫn phải trả tiền bình thường nha. Chứ đi là có chuyện á, lấy đi rồi không anh đưa tiền là chắc có chuyện á nha. Thiện ai chơi sắt chứ trời, nãy mình cho ủa trong chợ mà cũng có làm từ thiện đó hả? Có chứ, bây giờ muốn được đâu sao đâu. À vậy hả? Dạ. Sao mày đưa tới đây không? Dạ không không. À không, tôi nói gì mà được lấy gì, tôi đã nói là lấy mà không trả tiền thì có chuyện mà. Không có được lấy người ta. Cái đó là người ta giỡn á, mà giỡn lố quá. Giỡn mày lố quá. Ồ hủ mày bán sao chị, không mua ăn được rồi đúng không, mang về đúng không? Dạ. Bán sao? Ơ như một ly. Ê, món tuổi thơ của mình là đậu hủ nấm. 5.000 một ly hả? Trên 2 ly đây. Dạ. Bây giờ là đậu hủ người ta bỏ trong cái thùng đá như thế này. Còn hồi xưa là đậu hủ của mình người ta để trong cái thỉnh đó. Cái thỉnh đúng rồi, dạ. Cái thỉnh rồi người ta hình như xung quanh có lớp trống không cho nó nóng. Dạ, đúng rồi. Bây giờ này là gần hết rồi, đắt dạ. Như vậy. Rồi. Sau lưng mình là có một cái quầy bán chè nữa nè. Ôi, tất cả các món chè luôn. Ôi nhìn hấp dẫn vậy, không lẽ bây giờ ăn chè tiếp nữa ta. Là nhìn thấy kích thích ghê luôn á chứ. Rồi mua để dành ngày mai ăn cũng được. Gần cái chợ cũ á. Chợ cũ là bán nhà rồi, chợ mới này mua cái lô nè. Tại con cá nó bé á. Dạ. Mua lô 300 mấy chục luôn. Dạ. Cái này á là mình mở từ lúc mấy giờ chị? Chị biết không? Dạ sớm từ lúc 4 giờ là có hả anh chị Phượng hả? Tới 12, buổi sáng là tới 12 giờ đúng không? Dạ, tới chiều luôn chị. Tới chiều luôn hả? Dạ, tới chiều. Nhưng mà chợ mình đông nhất là khoảng mấy giờ chị? Chợ từ 9 giờ. 9 giờ cho tới 11 giờ tầm đó ha. Dạ. Em thấy nó đông. À, đây là cái quầy rau củ quả nè các bạn ha. Đó, nhiều loại rau lắm. Muốn mua loại
loại nào cũng có hết, đủ thứ. Ở đây thì người ta bán gừng hành tỏi là nhiều, mấy cái đồ khô. Đi đến đây là cũng gần cuối chợ rồi nè. Chỗ đây là tập trung mấy cái tạp hóa là nhiều, với mấy cái gian hàng ta bán quần áo. Ngày xưa chợ này là cách đây bao nhiêu năm ta? Mới nè, chợ này là mới nhất trong huyện nè. Là bây giờ là người ta phân lô cốt rõ ràng, ngày xưa thì cũng có phân nhưng mà phân nó sơ sài á, nó đơn sơ á. Còn giờ là có cái ốt đồ kiên cố nè. Chỗ này á, đây, chỗ này có một cái lô cốt người ta bán rau củ quả. Và cái chỗ này thì mua lúc nào cũng rẻ hơn cái phần ở những cái sạp, rẻ hơn những cái sạp ở trong kia. Bởi vì sao? Chỗ này người ta chủ yếu bán sỉ nè, các bạn thấy bỏ trong cái kia không? Thì cái giá người ta bán ra nó sẽ rẻ hơn. Thôi mua nhiều quá cho nên bây giờ sách nó muốn sụi tay luôn à. Nặng, giờ nó mỏi nó đơ cái tay luôn. Nãy giờ lên đồ nặng quá, mua đồ nhiều quá, bây giờ lên nặng, bây giờ mình bỏ ra xe bớt nè. Mà nãy giờ thì Nguyên thấy Nguyên quay nó cũng như là cũng gần hết cái chợ đó, ở trong cái khu vực chợ là cũng gần cỡ 90, hơn 90% rồi đó. Bây giờ thì mình để đồ ra xe bớt rồi. Trước khi ra về thì Nguyên sẽ chạy một vòng quanh chợ để cho các bạn quan sát hết chợ ha. Bây giờ mình xuất phát từ cửa Nam ha. Để qua cửa Nam nè. Cửa Nam có nhiều cái ốt còn trống đó các bạn, người ta chưa kiểu như là xây nhiều quá để bán lại cho mấy cái thương mấy cái tiểu thương á, nhưng mà người ta đâu có dùng hết đâu, cũng còn trống nhiều lắm. Đây là cửa nào không biết nữa. Hồi xưa chợ cũ là nằm trên đường Nguyễn Tất Thành á, nó mới dời về đây khoảng mấy năm thôi à. Bên được có nhà giữ xe hết, ở phía bên kia cũng có cái nhà giữ xe, đây cũng có một cái. Đây, mình chạy vô luôn cho nó mát ha. Bíp bíp. Đó. Đây là ngang qua cái khu vực trái cây hồi nãy Nguyên có giới thiệu với mọi người đó. Nhà lòng ướt nè. Ở đây thì mọi người đi xe đi chợ bằng xe máy cũng rất là đông, với cũng không có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ gì hết, cho nên cái nhiều khi các bạn đi nhớ chú ý nha. Không bây giờ chạy một xíu nè, ở đây cũng có một cái nhà xe nè. À, và đây là chưa giới thiệu cho các bạn thấy là đây có cái nhà sự kiện không. Ở đây thì sẽ để diễn ra những cái sự kiện lớn, với lại ngày thường thì Nguyên thấy là người ta có cho thuê những cái tiểu thương mà người ta không có buôn bán cố định á, kiểu như người ta bán 2-3 ngày rồi người ta đi chỗ khác á, thì đó cho những cái người đó thuê cái nhà lồng này. Anh em mình trở lại cái cửa Nam rồi nè các bạn. Vậy là hôm nay thì Nguyên đã giới thiệu cho mọi người sơ lược về chợ của chợ Lầu, cũng như là ai ở xa quê thì nhìn thấy những hình ảnh này sẽ cảm thấy là ấm lòng hơn. Thông báo của ban quản lý chợ Lầu thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Rồi, chúc mọi người xem video vui và trong cái giai đoạn này thì nhớ giữ gìn sức khỏe ha. Nếu như các bạn xem video thấy hay hoặc là muốn Nguyên quay cái về cái địa điểm nào á thì cứ mạnh dạn comment bên dưới. Nếu mà có dịp thì Nguyên sẽ quay cho mọi người xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh của Nguyên ra nhiều video hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.